À, Bữa chiều ngày hôm nay thì em đang lên xem giao cái con bò đực uh, khú tàn lớn số 3 nha chị Thì con này thì uh, em bán về trong anh ở trên uh, châu thành Tây Ninh á Anh mua về để uh, làm nọc nha chị Thì uh, xe em cũng đã chắc rồi Thì bây giờ em sẽ nhờ anh tài xế bên kênh em ha Là sẽ lên đường giao đến tận nhà cho anh luôn nha quý vị chị À, bây giờ cũng gần sáng rồi gì cũng gần 6 giờ sáng rồi ha em đang chắc em giao cái lô bò về trong anh ở châu thành đồng tháp nha chị thì ảnh mua em thì hai bò mẹ con cái với ba con bò cái chữa ha tổng cộng là bảy con thì xe này thì em đi xe lớn nha chị đó đi xe lớn nha nhưng mà rất là rộng rãi nha thì bây giờ em sẽ nhờ anh tài xế bên kia đêm luôn ha lại sẽ lên đường đi giao sớm nha chị đừng giao cho so kịp sáng nha em cũng cảm ơn anh chị mình đã theo dõi và ủng hộ em những cái con bò ngày hôm nay ha Hello, xin chào cô chú chị mình nha. Đã quay trở lại với kênh kem vào buổi sáng hôm nay ngày 17 tháng 3. Hôm nay thì em trực tiếp báo giá cho chị mình chính là một cặp bò cái chữa mẫu đẹp nha chị. Một con xin khú hen và một con bò cái cọp chữa nha. Cái con khú này em kiểm tra thì sáng mặt sẽ lưng nói là nghiêm chỉnh anh chị. Đòn thì thả dài ha, cũng nhờ về phần mông đùi cậy đuôi hoa nó đồng hoàn thiện anh chị. Đó, lông đuôi thì một chùm hen, rúng thì rúng dài anh chị. Giò cẳng hen. Đó, hoàn thiện nha chị bò này thì nói là chân móng sò và bốn chân là có kiền khú đen, đỏ hoàn thiện, yếm mỏng nè, rúng rồi lai chèn luôn anh chị. Con bò cái khu mặt này thì nó cũng có tàn anh chị. Con bò này thì em đo ngay xứ lưng nè, là em đo ngay điểm trung tâm hen là nó cao là 1m28 bò anh chị, cái khú hen Con bò này thì nó có lông da đỏ nên anh chị ha nè. Đó, khú như anh chị và nó không có len giá điểm y chỗ nào hen bao không đặt lỗi anh chị. Đó, thì con bò này á thì nó đẻ được hai con rồi nha anh chị. Và bây giờ thì nó đang con bầu lại là lứa thứ ba ha. Con bò này á thì nó chữa 3 bơ nha, nó chữa được 5 tháng nha anh chị. Đó. Và đối với những cái con bò mà nó đẻ tầm khoảng hai ba con, cái này á thì em bán về cho chị mình á thì em sẽ bảo hành cho chị luôn nha. Cũng như là em bao chữa nè, bao khám và bao lòi tớ đẻ cho cô chú gì chị cần xa nha và khi mà em giao bò tới cho cô chú chị mình gần xa thì anh chị mình được quyền kiểm tra ha? giống như lời em nói nha chị cũng như là mình dẫn bò nè đó đi tới đi lui vòng vòng anh chị mình coi bò có đi đứng hoàn thiện không xác tích thì có chuẩn như em nói không nha là mình mới thanh toán tiền bên kênh em nha chị tại bò này em bán á bảo hành cho anh chị luôn ha là em bao tối đẻ cho anh chị luôn nha chị ha nên là mình yên tâm nha và cái con bò cái khuôn mặt này đen chữa ba bơi là lứa ba này em sẽ cập nhật công khai giá cho anh chị mình với mức giá là 20 triệu 500 ngàn nha anh chị ở 20 triệu rưỡi nha là anh chị mình sẽ mua được cái con bò cái khuôn mặt đang chữa ba bơi này và để tiếp tục em sẽ quay về con bò cái cọp chữa nha anh chị con bò cái cọp này em kiểm tra thì sáng mặt nghiêm chỉnh nè đó sấy lưng thì nghiêm chỉnh anh chị đòn cực kỳ dài ha rất là dài luôn anh chị mong đùi thì nó hoàn thiện nè cũng như là về phần à, cậy đuôi phần hoa ha hoàn thiện anh chị đó, cây đuôi rất là to, hoa bự luôn anh chị Con bò này thì rúng thì rúng lai truyền anh chị ha Vú bốm lòng không dò cẳng thì trước sau lại hoàn thiện luôn anh chị ha Đó, không có tật lỗi chỗ nào nha anh chị Chân là chân cối nha, yếm thì yếm mỏng anh chị Cái con bò này, cái độ dài đòn, cái con bò này nó như xe buýt anh chị ha Đó, dài thòn luôn anh chị Thì con bò cái cọp này thì nó là bò khung tàn lớn như anh chị ha Mẫu quét hàng hiệu nha con bò này thì em đo ngay xứ lưng thì nó cao là 1m3 Tướng mã thì rất là mề nha anh chị ha. Rất là mập luôn anh chị Con bò này thì nó đẻ được một con rồi Và bây giờ thì nó đang con bầu lại là lứa thứ hai Nó đang chữa là bò ba bơi được 4 tháng nha chị Về vấn đề bảo hành thì cũng như là con bò đầu tiên Em bán về cho anh chị mình là em bao cho anh chị mình tứ đẻ nha chị Tức là em bao chữa nè Em bao khám và bao lồi lũ cho anh chị mình sau này Bao tứ đẻ nha anh chị và bò này thì em bán thì em sẽ bao đẻ ba bơi cho anh chị một trăm phần trăm ha cũng như là về hoàn thiện của nó nha anh chị à, em nhắc lại là bò này em giao tới thì anh chị mình cứ kiểm tra giống như lời em nói ha rồi mình mới thanh toán tiền bên kênh em nha anh chị tại bò này em bán thì đều bảo hành nha anh chị cao là một m ba ha là bò khung tàn lớn anh chị anh chị mình cứ để ý cái dàn xương cũng như là cái khung hình với con bò này thì anh chị mình cũng thấy rồi ha rất là đẹp nha anh chị con bò này bò hàng hiệu nha anh chị đó. về răng cỏ thì con bò này răng cỏ nghiêm chỉnh nha anh chị ha ở phé lên chưa đều nha quý anh chị đó rất là đẹp ha xịn bò nha những cái mẫu mà anh Good mà dòng siêu cọp cái này anh chị là nó rất là mát sữa anh chị đó lông da thì bò mẹ này mức một anh chị mình ha đó mức 1 à đó sáng ngờ nha anh chị ha rất là đẹp luôn anh chị thì con bò này thì em sẽ báo giá cho anh chị mình ha cái con bò này thì nói là bò hàng hiệu nha anh chị rất là đẹp luôn thì con bò này em sẽ báo giá cho anh chị luôn là 32 triệu nha anh chị 32 triệu là anh chị mình sẽ mua được cái con bò này ở à, và cái con đầu tiên